Xin kính chào quý vị. Trong bản tin ngày 22 tháng 10, mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau. Thủ tướng Trudeau công bố chứng nhận tiêm chủng COVID-19 quốc tế của Canada. Canada lặng lẽ dỡ bỏ khuyến cáo du lịch liên quan đến COVID-19. Canada sẽ nhận được 2,9 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ em ngay sau khi được phê duyệt. Chính phủ Ottawa chi 7,4 tỷ đô la để chuyển sang các chương trình hỗ trợ đại dịch mới. Đừng mong đợi bảo hiểm EI nếu bạn mất việc do không tiêm chủng vaccine, theo Bộ trưởng nói. Tỉnh Quebec đầu tư 3 tỷ đô la vào hệ thống nhà trẻ, tạo ra 37.000 điểm được trợ cấp vào năm 2025. Thành phố Toronto có ý định áp dụng thuế đối với những ngôi nhà để trống. Thủ lĩnh băng đảng Haiti dọa giết nhà truyền giáo Mỹ và Canada bị bắt cóc Người phụ nữ ở tỉnh BC trúng vé số trị giá 70 triệu đô la nhờ mua đậu phộng. Bruce Liu của Canada chiến thắng cuộc thi piano quốc tế danh giá. Và trên thế giới, tuyên bố vô căn cứ về việc tôn hùng men là nguồn gốc của Covid-19 là một chiến dịch có liên quan đến Trung Quốc, theo một báo cáo mới nhất. Cảnh sát Úc treo giải thưởng 1 triệu đô la Úc cho việc tìm kiếm bé gái 4 tuổi bị mất tích cựu tổng thống Donald Trump tuyên bố ra mắt trang web truyền thông mạng xã hội của riêng mình. Việt Nam được đánh giá cao trong tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại châu Á. Hoàng Anh cùng Tuấn Liêm xin thân ái kính chào và rất cảm ơn quý vị đến với bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, cũng như một số tin thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Sau đây, Tuấn Liêm sẽ mở đầu bản tin chi tiết. Thủ tướng Trudeau công bố chứng nhận tiêm chủng COVID-19 quốc tế của Canada. Thủ tướng Justin Trudeau thông báo hôm thứ Năm rằng Canada sẽ cho ra chứng nhận liên bang về tiêm chủng COVID-19. Hộ chiếu phát sinh sẽ hiển thị tên, ngày sinh và lịch sử tiêm phát sinh COVID-19 của bạn, bao gồm cả liều bạn đã tiêm vào ngày tiêm. Saskatchewan, Ontario, Quebec, Nova Scotia, Newfoundland và Labrador và cả ba vùng lãnh thổ đã đưa tiêu chuẩn quốc tế này vào sử dụng trong hệ thống chứng nhận vaccine của tỉnh. Đó là vì tiêu chuẩn quốc gia mới sử dụng giấy chứng nhận vaccine của tỉnh làm khung. Nếu bạn đã tải bằng chứng tiêm chủng của tỉnh nơi bạn sinh sống và tài liệu có con dấu phê duyệt của liên bang ở góc trên cùng bên phải, tức là logo của Canada, thì chính phủ cho biết bạn đã có bằng chứng tiêm chủng của chính phủ liên bang. Thủ tướng Justin nói bạn có thể tải xuống điện thoại, có thể in ra, có thể xin bản sao qua đường bưu điện, nhưng hiện tại bạn có thể hiển thị bằng chứng tiêm chủng ngay lập tức ở tất cả các tỉnh đó. Tất cả các tỉnh đã đồng ý và đang tích cực làm việc để đưa hệ thống này vào sử dụng. Theo các quan chức, hộ chiếu vaccine sẽ có giao diện chung trên toàn quốc, bao gồm dấu logo Canada ở góc trên cùng, và người dân có thể sử dụng bằng chứng về việc tiêm chủng để đi du lịch trong Canada và quốc tế. Mặc dù trang web của chính phủ Canada nhắc nhở người dân Canada tránh những chuyến du lịch không cần thiết, nếu bạn vẫn chọn đi du lịch, chứng chỉ này phải được tải lên ứng dụng Arrive Can để bạn trở lại Canada. Tuy nhiên, bằng chứng này không bảo đảm bạn có thể nhập cảnh vào một quốc gia khác. Nếu bạn đã tải xuống bằng chứng chứng nhận tiêm chủng có dấu Canada ở góc trên cùng ở phía bên phải và trạng thái tiêm chủng của bạn không thay đổi, bạn sẽ không cần tải xuống gì nữa. Dù vậy, người Canada nên mang theo bản sao giấy và kỹ thuật số khi đi du lịch. Các quan chức cho biết hệ thống bằng chứng tiêm chủng cũng tuân theo tiêu chuẩn thẻ y tế SMART, sử dụng công nghệ cho phép các quan chức xác thực thông tin mà không cho phép truy cập vào bất kỳ thông tin sức khỏe hoặc là danh tính nào khác. Hệ thống này cũng được cho là có khả năng chống giả mạo vì nó phát hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu sau khi được ban hành. Chính phủ đã làm việc rất chặt chẽ với các hãng hàng không để bảo đảm công việc xác minh được liền mạch. Khi nhân viên hãng hàng không kiểm tra tên và số cổng trên thẻ lên máy bay, trên boarding pass sẽ có dấu dứt màu xanh lá cây cho họ biết các yêu cầu tiêm chủng đã được đáp ứng hay không. Những người Canada du lịch sẽ phải xuất trình giấy tờ tùy thân cùng với bằng chứng tiêm chủng của họ. Canada lặng lẽ dỡ bỏ khuyến cáo du lịch liên quan tới COVID-19 Canada đã lặng lẽ dỡ bỏ một khuyến cáo bao trùm chống lại tất cả các chuyến du lịch không thiết yếu bên ngoài của đất nước mà được áp dụng kể từ khi đại dịch được tuyên bố vào tháng 3 năm 2020. Theo hướng dẫn trước đây, chính phủ khuyến cáo tất cả du lịch bất kể là trạng thái tiêm chủng tránh đi du lịch quốc tế không cần thiết. Hiện nay, trên trang web tư vấn du lịch của chính phủ Canada, các lời khuyên cho mỗi quốc gia đã hoàn nguyên về 4 cấp độ tồn tại trước đại dịch. Thứ nhất là thực hiện các biện pháp phòng ngừa an ninh bình thường. Thứ hai là thực hiện một mức độ thận trọng cao. Thứ ba là tránh những chuyến du lịch không cần thiết. Thứ tư là tránh tất cả các chuyến du lịch. Ví dụ, bạn sẽ thấy khuyến cáo cho một số quốc gia đã được cập nhật như sau. Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp phòng ngừa an ninh bình thường. Đức thực hiện các biện pháp phòng ngừa an ninh bình thường. Ý thực hiện các biện pháp phòng ngừa an ninh bình thường. Pháp thực hiện một mức độ thận trọng cao. Vương quốc Anh hãy thận trọng ở mức độ cao. Úc thực hiện các biện pháp phòng ngừa an ninh bình thường. Việt Nam hết sức thận trọng. Các lời khuyên mới cho từng quốc gia có thể được tìm thấy trên trang web tư vấn du lịch của chính phủ travel.gc.ca gạch chéo traveling gạch chéo advisories một lời khuyên chung chống lại tất cả các chuyến du lịch bằng thuyền cruise vẫn được áp dụng Global Affairs Canada và Cơ quan Y tế Công cộng của Canada đã không đưa ra bình luận ngay lập tức. Trang web tư vấn du lịch của chính phủ Canada ghi rõ COVID-19 tư vấn du lịch. Sự lây truyền COVID-19 trong cộng đồng vẫn tiếp tục ở nhiều quốc gia, bạn nên được chủng ngừa đầy đủ bằng cách hoàn thành loạt phát sinh COVID-19 ở Canada hoặc ở nước ngoài ít nhất 14 ngày trước khi đi du lịch. Hãy lưu ý rằng, mặc dù bạn được bảo vệ tốt hơn để chống đại bệnh hiểm nghèo nếu bạn đã được tiêm phòng, bạn vẫn có thể có nguy cơ bị nhiễm virus COVID-19. Nếu bạn chưa được chủng ngừa, bạn vẫn có nhiều nguy cơ bị nhiễm và lây lan virus COVID-19 khi đi du lịch quốc tế. Bạn nên tiếp tục tránh những chuyến du lịch không cần thiết đến tất cả các điểm đến. Bất kể tình trạng tiêm chủng của bạn là gì, hãy chú ý các điểm sau đây. Thứ nhất, luôn được thông báo về hoạt động COVID-19 tại địa điểm đến của bạn. Hoạt động này có thể thay đổi đáng kể và thay đổi nhanh chóng từ quốc gia này sang quốc gia khác và trong các vùng của các quốc gia. Điểm thứ hai là sử dụng các biện pháp bảo vệ cá nhân như là đeo khẩu trang, rửa tay và duy trì khoảng cách nếu có thể. Thứ ba là tuân theo bất kỳ biện pháp y tế công cộng bổ sung nào tại địa phương khi đi du lịch. Thứ tư là tránh tất cả các chuyến du lịch bằng tàu biển cruise bên ngoài Canada và thứ năm là kiểm tra các yêu cầu để trở lại Canada. Cùng ngày, người dân British Columbia được thông báo họ phải có cả hộ chiếu vắc liên bang và thẻ tiêm vắc BC nếu họ muốn ăn tại nhà hàng và di chuyển bằng máy bay. Thủ hiến John Hogan thừa nhận việc triển khai hộ chiếu vắc xin liên bang sẽ dẫn tới sự nhầm lẫn ở tỉnh này. Ông không giải thích tại sao thẻ tiêm chủng PC đã được hơn 3,7 triệu người tải xuống không đồng bộ với thẻ liên bang mới. Thủ hiến Hogan nói, nếu bạn muốn du lịch quốc tế hoặc là trên các phương tiện giao thông do liên bang quản lý, bạn sẽ cần phải có một thẻ hộ chiếu vắc xin riêng biệt của liên bang. Bạn có thể làm điều đó bằng cách xem thông tin do chính phủ liên bang cung cấp, chúng tôi sẽ xem xét cách chúng tôi có thể nhập cả hai thẻ lại với nhau. Bắt đầu vào ngày 30 tháng 10, người Canada sẽ được yêu cầu xuất trình bằng chứng chủng ngừa hoặc là kết quả xét nghiệm PCR âm tính để đi máy bay hoặc là tàu hỏa. Sẽ có một thời gian để gia hạn. Theo Thủ hiến Hogan, trong thời gian gia hạn, thẻ tiêm chủng PC sẽ là đủ. Nhưng bắt đầu từ ngày 30 tháng 11, Người Canada sẽ cần xuất trình hộ chiếu phát sinh liên bang để du lịch ra bên ngoài và trở vào nước thẻ này sẽ riêng biệt với thẻ của tỉnh BC. British Columbia cùng với tất cả các tỉnh đã đồng ý tuân theo các tài liệu chứng minh vaccine hoặc là hộ chiếu vaccine COVID-19 theo tiêu chuẩn quốc gia để chúng có thể được sử dụng cho các chuyến đi du lịch trong nước và quốc tế. Mặc dù những thay đổi được kỳ vọng sẽ giúp cho việc đi lại quốc tế dễ dàng hơn, Ottawa không loại bỏ yêu cầu du khách phải xuất trình xét nghiệm PCR COVID-19 âm tính khi trở lại Canada chi phí kiểm tra khoảng 200 đô la. Canada nhận được 2,9 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ em ngay sau khi được phê duyệt. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết trẻ em Canada sẽ có thể tiêm những liều vaccine Pfizer đầu tiên sau khi các mũi tiêm này được Bộ Y tế Canada phê duyệt. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm, Thủ tướng Justin Trudeau xác nhận Chính phủ sẽ nhận được hàng triệu liều vaccine dành cho trẻ em nhanh nhất có thể sau khi vaccine này được Bộ Y tế Canada phê duyệt. Bộ trưởng Bộ Thu mua Anita Anand xác nhận ngay sau đó rằng sẽ có 2,9 triệu liều dành cho trẻ em. Liều dùng cho trẻ em ở độ tuổi 5-11 tuổi sẽ bằng khoảng 1 phần 3 liều dùng cho người lớn và thành thiếu niên. Chính phủ Ottawa chi 7,4 tỷ đô la để chuyển sang các chương trình hỗ trợ đại dịch mới. Chính phủ tự do cho biết một số chương trình hỗ trợ đại dịch hiện có cho các cá nhân và doanh nghiệp sẽ kết thúc vào cuối tuần này, trong khi hàng tỷ đô la sẽ được chi để chuyển sang các biện pháp có mục tiêu mới trong mùa xuân. Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính bà Chrystia Freeland, Canada đang ở trong giai đoạn mới sau những ngày đang tối nhất của đại dịch và đã khôi phục được 100% số việc làm bị mất do khủng hoảng. Bà Freeland nói rằng, với tỷ lệ tiêm chủng cao và nền kinh tế phục hồi, các biện pháp mới ước tính tiêu tốn 7,4 tỷ đô la từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 7 tháng 5 năm 2022 sẽ là hỗ trợ cần thiết cuối cùng cho công cuộc phục hồi mạnh mẽ. Năm chương trình hỗ trợ chính đã được lên lịch để hết hạn vào ngày 23 tháng 10. Hai chương trình cung cấp trợ cấp cho các doanh nghiệp là trợ cấp tiền thuê khẩn cấp Canada CERs và trợ cấp tiền lương khẩn cấp Canada CEWS sẽ kết thúc theo lịch trình. Trong khi đó, chính phủ sẽ gia hạn chương trình thuê lao động phục hồi Canada là Canada Recovery Hiring Program đến ngày 7 tháng 5. Đây là một khoản trợ cấp bao gồm tới 50% chi phí lương phụ của các doanh nghiệp đủ điều kiện và ban đầu dự tính sẽ hết hạn vào ngày 20 tháng 11 bà Freeland chỉ ra sự phục hồi không đồng đều đã dẫn đến hoạt động kinh tế của một số lĩnh vực bị hạn chế bởi các biện pháp y tế cứu người và cho biết đảng tự do sẽ đưa ra các chương trình có mục tiêu mới cho đến tháng 5 năm 2022. Hỗ trợ đầu tiên sẽ cung cấp cho ngành du lịch và khách sạn các khoản trợ cấp tiền lương và tiền thuê chỗ cho đến tháng 5. Chương trình phục hồi du lịch và khách sạn The Tourism and Hospitality Recovery Program sẽ hỗ trợ cho các khách sạn, nhà hàng, đại lý du lịch và công ty tour du lịch với mức trợ cấp là lên đến 75%. Ngoài ra, thì chương trình phục hồi kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề nhất, được gọi là The Hardest Hit Business Recovery Program, sẽ cung cấp các khoản trợ cấp tiền lương và tiền thuê chỗ lên tới 50% cho các doanh nghiệp bị mức thu nhập lỗ sâu và lâu dài. Những người đăng ký chương trình du lịch và khách sạn phải cho thấy Mức thiệt hại doanh thu trung bình hàng tháng là 40% trong suốt 12 tháng xảy ra đại dịch và thiệt hại 40% trong tháng hiện tại. Còn những người đăng ký chương trình bị ảnh hưởng nặng nề nhất phải chứng minh mức lỗ trung bình hàng tháng là 50% và mức lỗ 50% trong tháng hiện tại. Bộ Tài chính cho biết các doanh nghiệp phải đối mặt với việc đóng cửa tạm thời, tại địa phương cũng sẽ đủ điều kiện được hưởng mức tối đa của các chương trình trợ cấp tiền lương và tiền thuê chỗ, bất kể thiệt hại trong quá trình diễn ra đại dịch. Trong số 3 chương trình hiện có khác hỗ trợ cho cá nhân, một chương trình Canada Recovery Benefit (CRB) sẽ hết hạn vào ngày 23 tháng 10. Thay vào đó thì chính phủ liên bang sẽ khởi động Quyền lợi công nhân Canada trong đợt khóa cửa gọi là Canada Worker Lockdown Benefit, trả 300 đô la mỗi một tuần cho những công nhân đủ điều kiện khi tỉnh thực hiện lệnh khóa cửa, bao gồm cả những người không đủ điều kiện nhận bảo hiểm EI. Các hỗ trợ trong đợt khóa mới sẽ hoạt động như một chính sách bảo hiểm để các tỉnh có thể đưa ra những lựa chọn khó khăn khi họ cần và biết rằng người lao động sẽ được hỗ trợ. Hai hỗ trợ hiện có khác dành cho cá nhân đó là quyền lợi ốm đau phục hồi Canada, Canada Recovery Sickness Benefit và quyền lợi chăm sóc phục hồi Canada, Canada Recovery Caregiving Benefit sẽ được gia hạn cho đến tháng 5. Đừng mong đợi bảo hiểm EI nếu bạn mất việc do không tiêm chủng vaccine. Bộ trưởng Bộ Việc làm Carla Quadroff cho biết, có khả năng những người bị mất việc làm do không tuân thủ chính sách tiêm vaccine COVID-19 của chủ lao động sẽ không đủ điều kiện nhận bảo hiểm việc làm EI. Đó là một điều kiện tuyển dụng chưa được đáp ứng, theo bà Quadroff cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CBC News. Và người sử dụng lao động chọn chấm dứt một nhân viên vì lý do đó sẽ khiến người đó không đủ điều kiện nhận EI. Bà Quadroff nói, cho biết thêm, Quy tắc này không áp dụng trong trường hợp một người được miễn trừ y tế hoặc có lý do chính đáng để không tiêm chủng. Trang web Việc làm và Phát triển xã hội của Canada, Employment and Social Development Canada, cho biết bảo hiểm EI dành cho tất cả những cá nhân mất việc không do lỗi của họ, ví dụ như là do thiếu việc làm, sa thải theo mùa hoặc là hàng loạt, và luôn sẵn sàng và có thể làm việc nhưng không thể tìm được việc làm. Đối với hầu hết mọi người thì bảo hiểm EI trả 55% thu nhập trung bình hàng tuần của họ, với tối đa là 595 đô la mỗi một tuần. Tuy nhiên, bà Quadroff cảnh báo rằng đây vẫn chưa phải là một quyết định chính sách công chắc chắn. Chính phủ vẫn đang ở chế độ chuyển đổi sau cuộc bầu cử liên bang gần đây và Thủ tướng Justin Trudeau vẫn chưa công bố nội các mới. Thủ tướng sẽ công bố vào ngày 26 tháng 10. Trong khi đó, thì ông Paul Champ, là một luật sư việc làm ở Ottawa, không đồng ý với quan điểm của bà Kordrop về EI và vaccine. Ông nói, tôi nghĩ điều hợp lý là một số người sử dụng lao động có thể và sẽ cho thôi việc nhân viên vì không được tiêm phòng. Nhưng sẽ khác khi nói rằng đó là nguyên nhân chính đáng, nghĩa là bạn không cần trả tiền cho họ. Nhân viên mà bị thôi việc vì lý do chính đáng không đủ điều kiện nhận trợ cấp thôi việc hoặc là bảo hiểm EI hiện vẫn đang chờ Ủy ban Bảo hiểm Việc làm và Tòa án An sinh xã hội là cơ quan xác định ai được hưởng bảo hiểm EI, đưa ra quyết định. Luật sư James cũng nói rằng, các nhà tuyển dụng có thể hòa giải với nhân viên mà không thể hoặc không tiêm chủng. Một số nhân viên có thể tiếp tục làm việc tại nhà và những người khác thì có thể xét nghiệm COVID-19 thường xuyên để thay thế. Trong tương lai, các nhà tuyển dụng thuê nhân viên mới có thể làm cho vấn đề trở nên đơn giản hơn rất nhiều bằng cách yêu cầu việc tiêm vaccine trở thành một yêu cầu trong tuyển dụng, để nhân viên khi chấp nhận một công việc biết rằng đó là một yêu cầu của công việc. Tại tỉnh Saskatchewan, Hiệp hội Y tế Canada kêu gọi các biện pháp COVID-19 chặt chẽ hơn ở tỉnh. Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Canada nói rằng, đã đến lúc chính phủ Saskatchewan phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa cứng rắn hơn để chống lại làn sóng COVID-19 thứ tư. Tiến sĩ Catherine Smart sống ở phía bắc của tỉnh đã đưa ra tuyên bố vào hôm thứ năm, một ngày sau khi giám đốc y tế của tỉnh là tiến sĩ Saqib Shahab bật khóc khi trình bày mô hình mới thảm khốc về tình hình Covid-19 của tỉnh. Mô hình đó cho thấy số người dân Saskatchewan bị nhiễm Covid-19 và được chăm sóc đặc biệt có thể tăng gấp đôi vào năm mới nếu không có các biện pháp y tế công cộng bổ sung được áp dụng và nếu mọi người không thay đổi hành vi của mình trong vài tuần tới. Các biện pháp bổ sung có thể bao gồm giới hạn sức chứa, giới hạn tụ tập công cộng và tại gia và nhân viên tiếp tục làm việc ở nhà. Tiến sĩ Shahab cũng kêu gọi mọi người đeo khẩu trang, xét nghiệm và tiêm chủng, cẩn thận khi tụ tập, không tổ chức tiệc Halloween, hạn chế bong bóng xã hội và tuân theo tất cả các lệnh y tế công cộng hiện hành. Tiến sĩ Smart kêu gọi thực hiện biện pháp ngắt mạch, tức là circuit breaker, mà không đưa ra nhiều chi tiết Bà cũng kêu gọi chính phủ tăng tỷ lệ tiêm chủng thông qua chính sách bắt buộc tiêm chủng tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe, điều mà tỉnh đã thực hiện. Tất cả nhân viên của cơ quan y tế tỉnh Saskatchewan phải được tiêm chủng đầy đủ, nếu không sẽ phải xét nghiệm thường xuyên để xác nhận rằng họ không có COVID-19. Các nhóm doanh nghiệp Ontario dự đoán sẽ tiếp nhận mạnh mẽ đối với chứng chỉ vaccine COVID-19 dạng mã QR. Các nhóm doanh nghiệp Ontario dự đoán ứng dụng sử dụng để xác minh bằng chứng COVID-19 của tỉnh bang sẽ được tiếp nhận mạnh mẽ, nhưng cũng cho biết họ muốn chính phủ hỗ trợ tài chính để trang trải các chi phí phát sinh liên quan tới nó. Ứng dụng có tên là Verify Ontario đã được cung cấp cho các doanh nghiệp vào cuối tuần trước để quét mã QR nằm trong chứng chỉ phát sinh nâng cao được cấp cho người dân. Các doanh nghiệp như là nhà hàng, phòng tập thể dục và địa điểm thể thao có khán giả là những người được yêu cầu bằng chứng tiêm chủng có thể sử dụng ứng dụng này để nhanh chóng kiểm tra tình trạng vaccine của khách hàng. Trước đây nhân viên cần phải kiểm tra biên lai tiêm chủng ở trên giấy hoặc là trên điện thoại trước khi vào cửa. trong khi bằng chứng tiêm chủng ở trên giấy vẫn được chấp nhận, liên đoàn doanh nghiệp độc lập Canada Canadian Federation of Independent Business gọi tắt là CFIB cho biết ứng dụng đang giúp giảm bớt lo ngại về khả năng sử dụng tài liệu giả. Restaurant Canada cho biết họ đang tìm kiếm sự trợ giúp tài chính cho các doanh nghiệp để hỗ trợ thêm nhân viên cần thiết cho mục đích triển khai hệ thống bằng chứng tiêm chủng. CFIB cũng đang tìm kiếm sự hỗ trợ tương tự cho chi phí thuê nhân viên. Ông Ryan Malau, giám đốc phụ trách về các vấn đề của Liên bang Ontario, cho biết nhóm cũng đang nhận được câu hỏi liên quan tới việc tài trợ để giúp mua điện thoại thông minh cho doanh nghiệp để quét mã QR thay vì sử dụng điện thoại của nhân viên hoặc là chủ doanh nghiệp. Chính phủ cho biết, tính tới ngày thứ tư đã có hơn 3,7 triệu người trong số hơn 10 triệu người dân Ontario được tiêm chủng đầy đủ đã tải xuống các chứng chỉ vaccine nâng cao có mã QR. Theo Bộ trưởng Bộ Chính trị, theo Bộ trưởng Bộ Chính phủ Kỹ thuật số, ông Kel ứng dụng dành cho các doanh nghiệp sử dụng để quét những mã QR đã được tải xuống hơn 896.000 lần. Ông cho biết Bản thân hy vọng số lượng tải xuống sẽ tiếp tục tăng khi nhận được những phản hồi tích cực cho đến nay. Cập nhật tình hình COVID ở Canada Tính tới tối ngày 21 tháng 10, Canada báo cáo có thêm 2.888 ca COVID-19 mới. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện nay là 1.693.169 có thêm 3.466 ca được báo cáo đã hồi phục hiện có 28.844 ca còn bệnh. Có thêm 23 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 28.667 cho đến nay. Đến nay đã có hơn 57,9 triệu mũi phát sinh đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó đã có hơn 29,6 triệu người hay là hơn 77,5% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và trên 72,9% dân số đã tiêm hai liều. 88,5% số người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 83,3% đã tiêm hai liều. Tỉnh Ontario báo cáo có 413 ca bệnh mới và 4 ca tử vong. Quebec có 428 ca bệnh mới và 3 ca tử vong. Manitoba có 92 ca bệnh mới. Saskatchewan có 355 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Alberta có 770 ca bệnh mới và 8 ca tử vong. PC báo cáo có thêm 715 ca bệnh mới, nâng tổng số ca COVID-19 của tỉnh lên 200.000 ca nhiễm kể từ khi đại dịch bắt đầu. Có 4 ca tử vong mới được ghi nhận. Nova Scotia báo cáo có 19 ca bệnh mới. New Brunswick có 67 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Yukon có 1 ca bệnh mới. NWT có 28 ca bệnh mới. Các tỉnh còn lại khác không có báo cáo ca bệnh mới. Quebec đầu tư 3 tỷ đô la vào hệ thống nhà trẻ, tạo ra 37.000 điểm được trợ cấp vào năm 2025. Chính phủ Quebec thông báo đang đầu tư ít nhất là 3 tỷ đô la vào hệ thống nhà trẻ của tỉnh, với mục tiêu chính là tạo thêm 37.000 điểm được trợ cấp vào ngày 31 tháng 3 năm 2025 để hoàn thiện mạng lưới. Trong nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc trẻ và tăng hiệu quả của hệ thống, Khoảng 19.000 địa điểm đã được triển khai và chính phủ đang tìm cách tạo thêm 17.000 địa điểm cũng như 10.000 địa điểm ở các vùng lãnh thổ bản địa. Quebec đã có 212.497 chỗ được trợ cấp cho các dịch vụ chăm sóc trẻ em được công nhận và lần đầu tiên cam kết rằng mỗi trẻ trong tỉnh sẽ được cung cấp chỗ. Kế hoạch hành động bao gồm chuyển đổi 3.500 điểm không trợ cấp thông qua một dự án thí điểm đã được thực hiện, bao gồm trong 3 tỷ đô la là 1,8 tỷ đô la chi tiêu mới để thực hiện 45 biện pháp cụ thể vào năm 2025 để tổ chức lại hệ thống, bao gồm cả tăng tín dụng thuế cho chi phí chăm sóc trẻ. Cổng thông tin điện tử nhà trẻ tập trung mới sẽ thay thế là Place 0 đến 5 và do chính phủ kiểm soát. Phụ huynh sẽ có thể tìm ra thứ hạng thật của mình trên danh sách chờ cho mọi dịch vụ giữ trẻ mà họ đăng ký cho con mình. Trong khi đó, mạng lưới chăm sóc trẻ đang phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng lớn về nhân sự, có phần vào con số trẻ tồn động phải chờ đợi tại các điểm giữ trẻ. Có hơn 50.000 trẻ em trong danh sách chờ đợi, hầu hết ở các địa điểm được trợ cấp. Tỉnh ước tính rằng thiếu khoảng 17.800 giáo viên để đáp ứng nhu cầu của hệ thống. Để đáp lại thì Thủ hiến François Lagu đã thông báo tạo ra một chương trình nghiên cứu mới để đào tạo và thuê hơn 17.000 giáo viên vào tháng 3 năm 2025. Vào tuần trước thì tỉnh cũng thông báo sẽ tăng lương cho tất cả các nhà giáo dục mầm non trong các nhà trẻ công lập từ 12 đến 17% bắt đầu từ giữa tháng 11, khi các nhân viên nhà trẻ tiếp tục đình công trong lúc tỉnh đang đàm phán về một hợp đồng mới. thành phố Toronto có ý định áp dụng thuế đối với những ngôi nhà để trống. Người dân Toronto đang được yêu cầu đóng góp ý kiến về một loại thuế mới nhằm thúc đẩy nguồn cung nhà ở trong bối cảnh khủng hoảng về khả năng chi trả nhà cửa ở thành phố. Nhưng theo một số nhà quan sát nói rằng, họ nghi ngờ về mức độ tác động của nó lên nguồn cung nhà ở của Toronto. Loại thuế này sẽ có hiệu lực vào năm tới. Thuế nhà trống nhằm khuyến khích chủ sở hữu bất động sản bán hoặc cho thuê nhà không có người ở của họ để tăng nguồn cung nhà cửa cho Toronto, nếu không thì họ sẽ phải trả thuế khi chúng bị bỏ trống. Thành phố đã yêu cầu người dân trả lời một cuộc khảo sát. Trong đó thì có các câu hỏi về mức độ họ ủng hộ thuế, liệu họ có đồng ý với đề xuất miễn trừ này hay không và mức độ thường xuyên mà loại thuế này nên được đánh giá. Các câu trả lời được chấp thuận cho đến thứ hai, ngày 25 tháng 10. Phó thị trưởng Anna Belau, người cũng là nhà hoạt động cho lĩnh vực nhà ở, cho biết cuộc tham vấn cộng đồng sẽ cho phép thành phố hoàn thiện một số chi tiết về thuế, chẳng hạn như là ai có thể đủ điều kiện để được miễn trừ. Bắt đầu từ năm 2022, tất cả các chủ sở hữu bất động sản sẽ được yêu cầu khai báo tình trạng nhà ở của họ mỗi năm. Một căn hộ được coi là bỏ trống nếu nó không có người sử dụng trong hơn 6 tháng trong năm trước đó, và không phải là nơi ở chính của chủ sở hữu. Những người khai báo nhà bị bỏ trống sẽ phải trả một khoản thuế sẽ là một phần trăm giá trị được đánh giá hiện tại của ngôi nhà của họ. Những người không khai báo sẽ đối mặt với tiền phạt. Vì thuế dựa trên tình trạng của một nơi cư trú từ năm trước, chủ sở hữu của những ngôi nhà được tuyên bố là bỏ trống vào năm 2022 sẽ phải nộp thuế vào năm 2023. Một số trường hợp miễn trừ có thể được áp dụng bao gồm cả đối với những người về hưu thích đi du lịch là những người snowbirds, nếu chủ sở hữu bất động sản đã đăng ký qua đời hoặc nếu nhà đang trong quá trình được nâng cấp. Thành phố ước tính khoản thuế này sẽ tạo ra doanh thu từ 55 triệu đến 66 triệu đô la hàng năm dựa trên tỷ lệ nhà trống 1% và thuế 1%. Và trong vụ bắt cóc các nhà truyền giáo Mỹ và Canada, Thủ lĩnh băng đảng Haydi dọa giết những nhà truyền giáo này. Thủ lĩnh của băng đảng 400 Mogoso mà cảnh sát cho là đang giam giữ 17 thành viên của một nhóm truyền giáo bị bắt cóc, được nhìn thấy trong một video được phát hành hôm thứ năm nói rằng, hắn sẽ giết họ nếu không đạt được những gì hắn yêu cầu. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Wilson Joseph mặc bộ đồ xanh, đội chiếc mũ xanh và đeo một cây thánh giá lớn quanh cổ. Hắn nói trong video rằng Tôi thề rằng nếu tôi không đạt được những gì tôi yêu cầu, tôi sẽ đặt một viên đạn vào đầu những người Mỹ này. Hắn cũng đe dọa Thủ tướng Ariel Henry và Cảnh sát trưởng nhóm Cảnh sát Quốc gia Haiti, ông Leon Charles. Lúc đó hắn đứng trước những chiếc quan tài mở, dường như đang chứa một số thành viên trong băng đảng của mình, những người gần đây đã bị giết. Đầu tuần này, các nhà chức trách nói rằng băng đảng này đang đòi một triệu đô la cho mỗi người bị bắt cóc mặc dù không rõ đó có bao gồm 5 đứa trẻ trong nhóm hay không. Trong đó thì có một đứa trẻ 8 tháng tuổi. 16 người Mỹ và một người Canada đã bị bắt cóc cùng với tài xế người Haiti của họ. Một người phụ nữ ở tỉnh BC đã trúng vé số trị giá 70 triệu đô la nhờ mua đậu phộng Việc dừng lại mua đậu phộng đã biến một người phụ nữ từ khu vực Lower Mainland của tỉnh BC trở thành một triệu phú nhờ vào quyết định nhất thời mua thêm vé số. Vé Little Max của bà Kristen Lozon mua tại Shoppers Drug Mart ở khu vực Burnaby cùng với một gói đậu phộng khớp với tất cả 7 con số trong kỳ quay thưởng ngày 28 tháng 9, giúp bà giành được giải thưởng lớn 70 triệu đô la. Tôi chỉ nghĩ tại sao không mua vé, bà Lozon nói với tổng công ty sổ số của tỉnh BC. Tôi chắc chắn đã mơ về nó, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ thực sự xảy ra. Bạn không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Chiến thắng của bà Lozon đánh dấu giải độc đắc sổ số, số lớn nhất từng có trong tỉnh này. Bà nói với tổng công ty sổ số, số, kế hoạch của mình là gặp cố vấn tài chính, chia sẻ một số tài sản của mình với gia đình, sau đó dành một chút thời gian suy nghĩ trước khi quyết định phải làm gì với phần còn lại. Tỷ lệ thắng giải độc đất Lodomax được cho là vô cùng nhỏ, 1 trên 33 triệu 294 800. Như vậy chúng ta thấy người phụ nữ này rất là may mắn có đúng không ạ? À? Bruce Liu chiến thắng cuộc thi piano quốc tế danh giá Bruce Liu, 24 tuổi, người Canada, đã được sướng tên vào đầu thứ năm với tư cách là người chiến thắng giải nhất trị giá 400.000 euro, tức là khoảng 45.000 Mỹ Kim trong cuộc thi piano quốc tế Frederic Chopin lần thứ 18, một sự kiện uy tín khởi động sự nghiệp của các nghệ sĩ piano thế giới. Thông báo từ ban nhóm khảo đã được đưa ra chỉ sau vài giờ sau khi lưu trình diễn, anh là thí sinh cuối cùng trong số 12 thí sinh lọt vào dòng chung kết. Anh biểu diễn bản concerto của Chopin cùng mi thứ Opus 11 với dàn nhạc tại nhà hát National Philharmonic ở Warsaw màn hình trình diễn đầy cảm hứng này nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt. Giải nhi trị giá 30.000 euro, khoảng 35.000 Mỹ Kim, thuộc về Alexander Gajev, đại diện của Ý và Slovenia, và Kiyohei Sorita của Nhật Bản. Gajiev cũng giành được giải thưởng Christian Zimmerman trị giá 10.000 euro cho phần trình diễn Sonata hay nhất. Giải 3 trị giá 20.000 euro, khoảng 23.000 Mỹ Kim được trao cho Martin Garcia Garcia của Tây Ban Nha, người cũng giành được giải mang trình diễn concerto xuất sắc nhất trị giá 5.000 euro, khoảng 5.800 Mỹ Kim. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video mới tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Vừa rồi là bản tin Canada. Tiếp theo mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Cập nhật tình hình và những tin tức liên quan đến dịch COVID-19 trên thế giới. Liều tăng cường của vaccine Pfizer cho thấy hiệu quả 95,6% trong thử nghiệm giai đoạn 3. Tuyên bố vô căn cứ về việc tôm hùm men là nguồn gốc của COVID-19 là một chiến dịch có liên quan đến Trung Quốc, theo một báo cáo mới nhất. New Zealand và Vương quốc Anh đạt được thỏa thuận thương mại tự do. Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cấm các quan chức hàng đầu giao dịch cổ phiếu, hạn chế các hoạt động đầu tư khác. Cảnh sát Úc treo giải thưởng 1 triệu đô la Úc cho việc tìm kiếm một bé gái 4 tuổi bị mất tích. Cựu tổng thống Donald Trump tuyên bố ra mắt trang web truyền thông mạng xã hội của riêng mình. Việt Nam được đánh giá cao trong tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại châu Á thi thể một bé trai mất tích được tìm thấy ở gần nhà tại một tỉnh phía nam của Việt Nam. Và thi thể người được tìm thấy tại công viên Florida được xác nhận là bạn trai của Gaby Petito. Cập nhật tình hình và những tin tức liên quan tới dịch COVID-19 trên thế giới Hôm nay, Giám đốc khẩn cấp Mike Ryan của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi 20 quốc gia giàu nhất thế giới tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới để đẩy mạnh việc quyên góp các liều vaccine COVID cho khu vực phía Nam toàn cầu, nơi việc tiêm chủng bị tụt hậu. Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển hôm nay cho biết, nước này đã gia hạn việc tạm dừng vaccine Moderna cho những người dưới 30 tuổi do các tác dụng phụ hiếm gặp liên quan tới tim quyết định tạm dừng tiêm vaccine Moderna COVID cho những người trẻ tuổi ở Thụy Điển và Đan Mạch đang được theo dõi bởi một nhóm cố vấn của Tổ chức Y tế Thế giới. Số ca nhiễm COVID mới ở Pháp đang tăng 18%, lên 6.127 ca so với một tuần trước sau khi tăng 8% vào ngày thứ Tư, dữ liệu của Bộ Y tế nước này cho biết hôm nay. Pháp đã báo cáo có 36 ca tử vong liên quan tới coronavirus vào ngày thứ Năm so với 33 ca vào ngày hôm trước, trong khi đó thì số ca nhiễm mới hàng ngày tăng lên 3.794 từ 3.702. Chính phủ Bỉ hôm nay báo cáo rằng đất nước này có thể đang trên đỉnh của một đợt gia tăng lớn khác trong các ca bệnh COVID mặc dù tỷ lệ tiêm chủng cao. Ở Hy Lạp, Hàng trăm công nhân bệnh viện nhà nước đã tuần hành qua một trung tâm Eton hôm nay như là một phần của cuộc đình công kéo dài 24 giờ để phản đối tình trạng thiếu nhân viên và việc bắt buộc tiêm chủng coronavirus. Bulgaria hôm nay ghi nhận 4.522 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Con số cao nhất kể từ đỉnh đại dịch cuối cùng ở nước này vào tháng 4 Chính quyền Moscow đã thông báo đóng cửa hầu hết các dịch vụ không thiết yếu trong một tuần kể từ ngày 28 tháng 10 do Nga ghi nhận số ca tử vong và nhiễm trùng coronavirus hàng ngày cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. Báo cáo của Liên minh châu Âu cho biết một chiến dịch sai lệch có hệ thống trên các phương tiện truyền thông Nga nhằm thúc đẩy sự nghi ngờ về vắc xin coronavirus của phương Tây đã phản tác dụng khi số người chết ở Nga tăng kỷ lục nhà nghiên cứu cấp cao của cơ quan giám sát người tiêu dùng nhà nước cho biết nga đã báo cáo các trường hợp cá biệt của coronavirus với một biến thể phụ của biến thể delta được cho là còn dễ lây lan hơn các ca nhiễm và ca tử vong do coronavirus ở ukraine đã tăng lên mức cao nhất mỗi thời đại trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng chậm một trong những nước có mức thấp nhất ở châu âu hãng thông tấn nhà nước ina cho biết Iraq đã nối lại các chuyến bay thẳng đến và đi Ả Rập Xê Út sau 19 tháng bị đình chỉ do Covid. Các nhà chức trách ở Trung Quốc đã hủy bỏ hàng trăm chuyến bay, đóng cửa trường học và tăng cường xét nghiệm hàng loạt vào hôm thứ Năm nhằm nỗ lực ngăn chặn một làn sóng COVID-19 mới có thể liên quan tới một nhóm khách du lịch. Tại Hoa Kỳ, quy định đeo khẩu trang đối với học sinh ở một số trường ở phía nam Florida có thể được nới lỏng vào cuối tháng 10. Cập nhật tình hình COVID tại Việt Nam Tại Việt Nam, tính tới 17 giờ ngày 21 tháng 10, cả nước ghi nhận có 3.636 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 18 ca nhập cảnh và 1.649 ca trong cộng đồng. Số ca tử vong trong cùng ngày là 71 ca. Số ca được công bố khỏi bệnh là 1.541 ca về 3.636 ca nhiễm COVID-19 mới, chủ yếu được ghi nhận tại các địa phương. Sài Gòn có 1.255 ca, Bình Dương 483 ca, Đồng Nai 390 ca, Tây Ninh 185 ca, An Giang 174 ca, Sóc Trăng 109 ca và Bạc Liêu 102 ca. Kể từ đầu dịch tới nay, Việt Nam đã có 877.537 ca nhiễm với 21.487 ca tử vong và 798.124 ca được điều trị khỏi. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 20 tháng 10 có 1 728.941 liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm. Như vậy thì tổng số liều vaccine đã được tiêm là 68.809.880 liều, trong đó tiêm một mũi là 49.352.317 liều và tiêm mũi 2 là 19.457.563 liều. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins đã xác nhận được 242 triệu ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu và số người chết được xác nhận đã hơn 4,92 triệu. Đã có hơn 6,72 tỷ liều vaccine đã được sử dụng trên toàn cầu theo Our World in Data. New Zealand đã báo cáo mức tăng kỷ lục ca nhiễm COVID-19 hàng ngày lần thứ hai liên tiếp trong ba ngày với 102 ca nhiễm mới. Bộ trưởng Y tế anh Sachit Javid đã phản đối lời kêu gọi của các bác sĩ yêu cầu quay trở lại các hạn chế, cái gọi là kế hoạch B, nhưng cảnh báo rằng điều đó có thể thay đổi nếu nhiều người không chấp nhận đề nghị tiêm chủng. Anh đã báo cáo có 223 ca tử vong mới do Covid-19 vào hôm thứ ba, là con số hàng ngày cao nhất kể từ tháng 3 và các ca mắc mới là cao nhất ở châu Âu một biến thể phụ của biến thể Delta COVID-19 đang được xét nghiệm ở Anh để đánh giá mức độ đe dọa mà nó gây ra. Nhưng nó vẫn chưa được coi là một biến thể đáng lo ngại, theo BBC. Ukraine cũng đã báo cáo mức tăng kỷ lục hàng ngày về các ca nhiễm COVID-19 mới và các ca tử vong liên quan tới COVID-19 với 22.415 ca mắc mới và 546 ca tử vong. Shionogi và COLTD của Nhật Bản đã công bố các thử nghiệm giai đoạn 2 trên 3 cho ứng cử viên vaccine COVID-19 của mình. Tổ chức Y tế Liên Mỹ đã kêu gọi các quốc gia cấp phép nhập cảnh cho những khách du lịch đã tiêm vaccine bất kể họ đã tiêm mũi nào để ngăn chặn sự phân biệt đối xử và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh. Cộng hòa Séc đưa ra các hạn chế mới cho sự gia tăng các trường hợp COVID-19. Nhà Trắng thông báo hiện nay Hoa Kỳ đã viện trợ hơn 200 triệu liều vaccine COVID-19 cho hơn 100 quốc gia. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã phê duyệt liều tăng cường vaccine COVID-19 của Moderna và Johnson Johnson. Cơ quan này cũng cho biết người Mỹ có thể chọn một mũi tiêm tăng cường khác với liều vaccine đã được tiêm chủng ban đầu của họ. Một nghiên cứu ở Ý cho thấy những người đã được chủng ngừa COVID-19 rất khó có khả năng chết vì căn bệnh này trừ khi rất già và có bệnh nặng trước khi nhiễm bệnh. Nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Ý gọi tắt là ISS nằm trong một báo cáo thường xuyên của ISS về các ca tử vong do COVID-19 cho thấy độ tuổi trung bình của những người chết mặc dù đã được tiêm vaccine là 85. Trung bình những người này mắc 5 căn bệnh tiềm ẩn tuổi tử vong trung bình của những người không được tiêm chủng là 78 với 4 bệnh lý đã có từ trước. Các trường hợp mắc các bệnh về tim, sa súc trí tuệ và ung thư đều được phát hiện là có tỷ lệ tử vong cao hơn trong số những người được tiêm chủng. Phân tích được thực hiện từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 5 tháng 10 năm nay. Nghiên cứu hầu sơ y tế của 671 trường hợp tử vong do COVID-19 chưa được tiêm chủng và 171 trường hợp đã được tiêm chủng đầy đủ. Liều tăng cường của vaccine Pfizer cho thấy hiệu quả 95,6% trong thử nghiệm giai đoạn 3. Thử nghiệm bao gồm hơn 10.000 người được tiêm chủng đầy đủ từ 16 tuổi trở lên. Những người này ngẫu nhiên nhận được liều vaccine tăng cường 30 microgram hoặc giả dược. Các công ty cho biết thời gian trung bình từ khi hoàn thành liều vaccine thứ hai đến khi được tiêm mũi bổ sung hoặc là giả dược là khoảng 11 tháng. Pfizer báo cáo rằng trong quá trình nghiên cứu, có 109 ca COVID-19 trong số những người được sử dụng giả dược và 5 trường hợp ở những người đã được nhận liều vaccine thứ ba. Các công ty này lưu ý rằng hiệu quả của vaccine mà họ tìm thấy là 95,6% phản ánh sự giảm thiểu bệnh tật ở những người đã được tiêm bổ sung so với những người không được tiêm. Các công ty cho biết đây là những kết quả đầu tiên từ một thử nghiệm mũi tiêm tăng cường vaccine COVID-19 ngẫu nhiên, có đối chứng và chúng phản ánh thời kỳ mà biến thể Delta rất dễ lây lan phổ biến. Vào tháng 9, thì Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã cho phép tiêm liệu vaccine tăng cường Pfizer để sử dụng khẩn cấp cho người lớn từ 65 tuổi trở lên người lớn có nguy cơ cao bị COVID-19 nặng và người lớn thường xuyên tiếp xúc với coronavirus qua công việc của họ. Sau đó, vào hôm thứ Tư, thì cơ quan FDA đã cho phép mũi tiêm tăng cường Pfizer cho những người có thể đủ điều kiện nhưng đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine coronavirus Moderna hoặc Johnson Johnson như một phương pháp kết hợp. Các cố vấn vaccine của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, Ủy ban Tư vấn về Thực hành Tiêm chủng ACIP, sở hợp để quyết định xem có nên chấp thuận đề xuất kết hợp các mũi tiêm của FDA hay không, cũng như có chấp thuận mũi tiêm vaccine tăng cường của Moderna và Johnson Johnson hay không. Một tuyên bố vô căn cứ về việc tôm hùm men là nguồn gốc của COVID-19 là một chiến dịch có liên quan đến Trung Quốc theo một báo cáo mới nhất. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một chiến dịch bất thường của Trung Quốc nhằm đánh tráo khái niệm rằng tôm hùm Maine có thể là nguồn gây ra sự lây nhiễm của COVID-19. Một cuộc điều tra do Đại học Oxford kết hợp với NBC News thực hiện cho thấy ý tưởng này được đưa ra bởi một nhà ngoại giao Trung Quốc, người đã đăng trên Twitter một tuyên bố vô căn cứ rằng tôm hùm được vận chuyển từ Maine đến một chợ ở Vũ Hán, Trung Quốc có thể là nguồn gốc của dịch bệnh. Nhà kiểm chứng thông tin Marcel Sleeve Cục viện Internet Oxford sau đó đã tìm thấy có khoảng 550 tài khoản Twitter khác đã thổi phòng giả thuyết bằng cách chia sẻ tuyên bố vô căn cứ này bằng các ngôn ngữ khác nhau như là tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan và Hàn Quốc với các tài khoản đều đăng tải vào những thời điểm tương tự. Theo ông Sleeve nói với NBC News rằng để truy vết ngọn nguồn thực sự rất khó khăn nhưng chúng ta có thể thấy có sự nỗ lực của một tổng thể và đó là một câu chuyện thân Trung Quốc, tức là ủng hộ Trung Quốc. Không có bằng chứng cho thấy tôm hùm là nguồn gây ra COVID-19, mặc dù có giả thuyết rằng căn bệnh này có thể đã lây nhiễm từ động vật sang người. Theo người phát ngôn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ở Maine là ông Robert Long cho biết trong một tuyên bố với The Hill, hoàn toàn không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào chỉ ra rằng tôm hùm Maine có liên quan gì đến nguồn gốc của virus COVID-19. Thật không may khi chiêu thức đánh lạc hướng này đã kéo mọi sự chú ý hướng khỏi những thảo luận quan trọng về các biện pháp mà tất cả chúng ta có thể thực hiện để bảo vệ bản thân và những người khác khỏi loại virus có khả năng gây chết người này, ông Robert chia sẻ. Câu chuyện ủng hộ Trung Quốc được đưa ra khi Hoa Kỳ bày tỏ sự thất vọng với các nhà lãnh đạo của nước này vì đã không hoàn toàn thể hiện sự hợp tác trong các nỗ lực truy tìm nguồn gốc của coronavirus. Trong khi đó thì giả thuyết chưa được kiểm chứng về tôm hùm men được lan truyền khi ngành công nghiệp này đã có một vài năm khó khăn với Trung Quốc và Hoa Kỳ đã mất thị phần đáng kể ở nước này. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại của cựu tổng thống Donald Trump với Trung Quốc, nước này cũng đã trả đũa các mức thuế khác bằng cách đánh thuế từ 8 đến 30% đối với tôm hùm từ Hoa Kỳ. Vương quốc Anh và New Zealand đã đạt được một thỏa thuận thương mại tự do, sẽ giảm thuế đối với xe ủi đất, rượu vang, xe bus và quần áo. Dự thảo thỏa thuận kéo dài 16 tháng đàm phán là thỏa thuận mới nhất của Vương quốc Anh sau khi nước này rời Liên minh châu Âu. Thỏa thuận này được cho là sẽ không tạo ra động lực cho nền kinh tế Vương quốc Anh. Nhưng Downing Street bày tỏ hy vọng rằng nó sẽ giúp mở đường cho Anh tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương CPTPP, là một khu vực thương mại tự do của 11 quốc gia Thái Bình Dương, trong đó có New Zealand. Thương mại giữa Vương quốc Anh và New Zealand trị giá là 2,3 tỷ bảng Anh vào năm 2020, chiếm chưa đến 0,2% tổng thương mại của Vương quốc Anh. Theo ước tính của chính phủ Anh, thỏa thuận này sẽ không làm tăng GDP của Vương quốc Anh khả năng Anh trong việc đàm phán chính sách thương mại của riêng mình coi là một lợi ích chính của Brexit. Họ đã tiến hành các thỏa thuận với cả New Zealand và Úc, bất chấp sự phản đối của nông dân Anh, những người lo ngại các thỏa thuận có thể cho phép nhập khẩu giá rẻ. Việc gấp rút ký kết các thỏa thuận thương mại mới diễn ra khi Anh đang tìm cách bù đắp cho việc mất đi các lợi ích kinh tế của tư cách thành viên khối châu Âu Liên minh châu Âu chiếm 42% xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Vương quốc Anh và 50% nhập khẩu vào năm 2020, và các công ty phải đối mặt với các rào cản thương mại mới sau Brexit. Anh cũng đã đạt được các thỏa thuận với Nhật Bản và Na Uy, nhưng chúng dựa trên các thỏa thuận hiện có do Liên minh châu Âu đàm phán. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng, các sản phẩm của New Zealand vốn được người tiêu dùng Anh yêu thích sẽ có giá rẻ hơn từ rượu vang Sauvignon Blanc đến mật ong Manduka và trái Kiwi. Phép cấm các quan chức hàng đầu giao dịch cổ phiếu, hạn chế các hoạt động đầu tư khác. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã cấm các quan chức hàng đầu của Ngân hàng Trung ương mua cổ phiếu cá nhân và công bố một loạt các hạn chế khác đối với hoạt động đầu tư của họ trong khoảng 6 tuần sau khi các báo cáo về giao dịch của một số nhà hoạch định chính sách cấp cao đã gây ra một sự xáo trộn về đạo đức. Các quy định mới sẽ hạn chế các loại chứng khoán tài chính mà các quan chức hàng đầu của Fed có thể sở hữu, bao gồm lệnh cấm hoàn toàn đối với việc mua cổ phiếu riêng lẻ hoặc là nắm giữ trái phiếu riêng lẻ. Các quy định này cũng yêu cầu thông báo trước và một sự phê duyệt cho bất kỳ giao dịch nào và quy định các khoản đầu tư phải được giữ trong ít nhất một năm trong một thông báo với báo chí fed cho biết các quy tắc mới nhằm giúp bảo vệ chống lại sự xuất hiện của bất kỳ xung đột lợi ích nào trong thời điểm đưa ra các quyết định đầu tư các quy định mới được đưa ra sau khi hai trong số 12 chủ tịch ngân hàng cục dự trữ liên bang khu vực từ chức sau các báo cáo về hoạt động giao dịch của họ trong năm 2020, khi Fed khởi động một nỗ lực lớn để chống lại các tác động kinh tế của đại dịch COVID-19. Cảnh sát Úc treo giải thưởng 1 triệu đô la Úc cho việc tìm kiếm bé gái 4 tuổi bị mất tích. Cảnh sát ở bang Tây Úc hiện nay đang treo giải thưởng 1 triệu đô la Úc, tức là khoảng 748.100 đô la Mỹ, để đổi lại tin tức về vụ mất tích của một bé gái 4 tuổi có tên là Cleo Smith trong 5 ngày qua từ một khu vực cấm trại hẻo lánh. Nhiều khả năng được cho là bé Cleo đã bị bắt cóc. Cụ thể, lần cuối mà mọi người nhìn thấy bé Cleo là ở trong căn liều của gia đình cô bé vào khoảng 1 giờ 30 sáng theo giờ địa phương hôm thứ Bảy vừa qua tại khu cấm trại thuộc về điểm du lịch Blue Hose hẻo lánh ở vùng ngoại ô của Úc đó là MacLeod, Lào, cách thành phố Perth khoảng 900 km về phía bắc. Theo cảnh sát cho biết, khi cha mẹ Cleo thức dậy vào lúc 6 giờ 30 sáng thì cô bé đã không còn ở đó. Cảnh sát Tây Úc tin rằng cô bé đã bị bắt cóc khỏi liều và lo lắng cho sự an toàn của bé. Một sự việc hết sức đau lòng. Thủ hiến Tây Úc Mark McGowan cho biết trong một bài đăng ở trên Facebook, tất cả chúng tôi đều đang cầu nguyện cho một kết quả tích cực. Hơn 100 cảnh sát, lực lượng quốc phòng và nhân viên dịch vụ khẩn cấp của bang đã tham gia tìm kiếm bé Cleo bằng đường hàng không, đường biển và đường bộ và đồng thời lung sục khắp mọi khu vực hiểm trở của bờ biển Tây Úc. Cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn. Cựu tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ ra mắt trang web truyền thông mạng xã hội của riêng mình. 9 tháng trôi qua kể từ lần đầu bị trục xuất khỏi mạng xã hội vì vai trò của mình bị cho là kích động cuộc nổi dậy ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1, cựu tổng thống Donald Trump hôm thứ tư cho biết ông sẽ thành lập một công ty truyền thông mới với nền tảng truyền thông mạng xã hội của riêng mình. Cụ thể là ông Trump nói rằng mục tiêu của ông khi ra mắt tập đoàn công nghệ và truyền thông Trump trong Media and Technology Group, gọi tắt là TMTG và ứng dụng Truth Social, trực thuộc tập đoàn là nhằm tạo ra một đối thủ cạnh tranh với các công ty công nghệ lớn. Đó là những công ty đã cấm ông truy cập vào các sản phẩm của họ, những nền tảng mạng xã hội quan trọng trong sự thành công của ông. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà Taliban đang có sự hiện diện rộng khắp trên Twitter, nhưng vị tổng thống Mỹ mà bạn yêu mến lại phải chịu cảnh im hơi lặng tiếng và điều này không thể chấp nhận được, cựu Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump cho biết trong một tuyên bố. Tập đoàn TMTG của ông Trump không đặt tầm nhìn của mình chỉ gói gọn trong ứng dụng True Social, mà còn áp ổ kế hoạch khác cho một dịch vụ video theo yêu cầu có tên là TMTG Plus sẽ bao gồm chương trình giải trí, tin tức và podcast. Ngoài ra, trong một trang trình bày nội dung về bản giới thiệu của TMTG, còn đề cập đến các đối thủ cạnh tranh tiềm năng của tập đoàn này từ facebook twitter đến netflix disney plus và cnn một trang trình bày tương tự khác còn cho thấy về lâu dài tmtg cũng sẽ trở thành một công ty công nghệ trong lĩnh vực điện toán đám mây và chính sách thanh toán đồng thời tiết lộ rằng nó sẽ đối đầu trực tiếp với amazon microsoft google và stripe Ứng dụng True Social thuộc tập đoàn TMTG của cựu tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ ra mắt vào tháng tới và bản phát hành trên toàn quốc sẽ được giới thiệu vào đầu năm sau. Việt Nam được đánh giá cao trong tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại châu Á. Việt Nam là một trong những quốc gia có tiến độ thực hiện tốt nhất trong khu vực châu Á trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, gọi tắt là SDG. Theo quyền trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam là ông Terence D. Jones khẳng định: Theo đó, từ trước đại dịch Covid-19, Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình và đây là minh chứng cho những tiến bộ cũng như nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững SDG. Ông Jones bày tỏ là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam đang làm tốt hơn mong đợi. Đây là kết quả rất đáng khích lệ. Theo ông Jones, báo cáo quốc gia năm 2020 về mục tiêu phát triển bền vững SDG cho thấy Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc thực hiện các mục tiêu trong thời gian qua và đến năm 2030, có khả năng sẽ đạt được 5 trong số 17 mục tiêu, bao gồm Mục tiêu 1 là về xóa nghèo, mục tiêu 2 là về xóa đói, mục tiêu 4 là về giáo dục có chất lượng, mục tiêu 13 là về các hành động bảo vệ khí hậu và mục tiêu 17 là quan hệ đối tác toàn cầu đề cập tới những khuyến nghị dành cho việt nam để đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu phát triển bền vững sdg trong thập kỷ hành động này ông jones cho rằng điều đầu tiên việt nam cần quan tâm là xây dựng dữ liệu vì dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc đo lường sự cải thiện cho phép việt nam tiếp nhận phản hồi về những hạn chế còn tồn tại Ông Jones cũng đề xuất Việt Nam nên tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có cũng như sự cần thiết trong việc huy động nhiều hơn nữa sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để thu hút đầu tư cho những mục tiêu mà Việt Nam đang nỗ lực để đạt được. Theo báo cáo quốc gia năm 2020, thứ hạng của Việt Nam về kết quả thực hiện SDG liên tục tăng trong giai đoạn năm 2016 đến 2020. Năm 2020 thì Việt Nam được đánh giá đứng thứ 49 trên 166 nước về chỉ số SDG tăng 5 bậc so với bảng xếp hạng của năm 2019. Mục tiêu phát triển bền vững SDG kêu gọi hành động toàn cầu nhằm xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và bảo vệ khí hậu trái đất, bảo đảm mọi người ở khắp mọi nơi đều có thể tận hưởng hòa bình và thịnh vượng. Và trong bản tin thật thương tâm Thi thể bé trai mất tích được tìm thấy ở gần nhà tại một tỉnh phía Nam của Việt Nam. Lực lượng chức năng ở tỉnh Bình Dương, miền Nam Việt Nam đã tìm thấy thi thể của bé trai 2 tuổi, tên là Lâm Gia Hưng, tại một con suối gần nhà vào thứ tư, sau khi cậu bé mất tích được 6 ngày. Gia đình của bé Hưng cũng đã có mặt tại hiện trường để nhận thi thể con. Trước đó vào ngày 15 tháng 10, người nhà bé Hưng bỗng chốc không thấy bé ở đâu nên tỏa nhau đi tìm. Sau nhiều ngày tìm kiếm con trong vô vọng, cha mẹ bé đã đăng thông tin của con mình lên mạng xã hội để kêu gọi sự giúp đỡ tìm kiếm từ cộng đồng. Trong thời gian bé Hưng bị mất tích, đã xuất hiện rất nhiều tin tức lan truyền trên mạng về việc phát hiện đối tượng bắt cóc bé, nhưng sau đó không có thông tin nào được xác thực. Sau khi hàng ngàn người ở tỉnh Bình Dương và tỉnh Lân Cận, Bình Phước hưởng ứng lời cầu cứu của gia đình bé Hưng, thì trong hôm thứ Tư, một đoàn tìm kiếm đã phát hiện ra bé đã chết ở một con suối trong rừng cao su cách nhà bé khoảng vài trăm mét. Hiện tại, nguyên nhân tử vong của bé vẫn đang trong quá trình điều tra. Thi thể được tìm thấy tại công viên Florida được xác nhận là bạn trai của Gabby Pepito. Danh tính của Brian Laundrie đã được xác nhận bởi hồ sơ nha khoa, FBI cho biết. FBI hôm thứ năm đã xác nhận thi thể người được tìm thấy ở trong một khu bảo tồn thiên nhiên ở Florida là của Brian Laundry, một người được quan tâm trong cái chết của bạn gái Kapi Papito, trong khi cặp đôi đã đi du lịch bằng xe van xuyên quốc gia. Hồ sơ nhà khoa đã xác nhận thi thể là thuộc về Laundry. Thi thể, một chiếc ba lô và một cuốn sổ được cho là của Laundry đã được phát hiện hôm thứ tư tại một công viên hoang dã ở Florida khu vực nơi chúng được tìm thấy đã bị ngập dưới nước trong các cuộc tìm kiếm trước đó. Tuyên bố của FBI không cho biết nguyên nhân cái chết, không rõ thi thể đã ngập trong nước trong bao lâu. Việc phát hiện ra thi thể của Laundrie đã kết thúc một cuộc tìm kiếm rộng lớn liên quan tới cơ quan thực thi pháp luật của liên bang, tiểu bang và địa phương bắt đầu ngay sau khi Laundrie mất tích vào ngày 14 tháng 9 – hai tuần sau khi chàng trai 23 tuổi một mình trở về nhà cha mẹ ở North Port, Florida mà không có cô bạn gái Gabby Petito. Cuộc tìm kiếm tập trung phần lớn vào công viên hoang dã khu bảo tồn Carlton gần nhà của gia đình anh. Đây là một khu vực đầm lầy, nhiều cây cối rậm rạp và nơi sinh sống của cá sấu, chó sói, linh miêu, rắn và nhiều sinh vật khác. Gia đình của Pepito thông báo cô mất tích vào ngày 11 tháng 9 mở một cuộc tìm kiếm thu hút sự chú ý của giới truyền thông trên toàn thế giới. Sự tập trung cao độ vào trường học của cô ấy đã dẫn tới những lời kêu gọi mới để mọi người chú ý hơn đến các trường hợp liên quan tới phụ nữ bản địa mất tích và những người da màu khác. Thi thể của Pepito, 22 tuổi, được tìm thấy vào ngày 19 tháng 9 ở rìa của công viên quốc gia Grand Teton của Wyoming, nơi cặp đôi đã đến thăm. Nhân viên điều tra ở đó Kết luận rằng cô chết vì bị siết cổ và thi thể của cô đã ở nơi nó được tìm thấy trong 3 hoặc 4 tuần. Cặp đôi đã bị cảnh sát ở Moab, Utah chặn vào ngày 12 tháng 8 sau khi họ đánh nhau, nhưng không có cáo buộc nào được đưa ra. Và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về đồng đô la Canada, giá dầu và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch, 1 đô la Canada bằng 0,8097 đô la Mỹ và bằng 0,6958 đồng euro. Trong khi đó, 1 đô la Canada bằng 18.430,31 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 82,17 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 84,18 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng giao ngay là 1 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và Thế giới của ngày 22 tháng 10 do tạp chí Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel. Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống. Tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi và xin hãy giúp chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức. Culture xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, luôn bình an và hạnh phúc. Hoàng Anh, Tuấn Liêm chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo book vaccine hoặc gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.